Một thẩm phán ở Maryland đã bị giết chết trên đường lái xe về nhà của ông vài giờ sau phiên tòa phán quyết về một cuộc chiến giành quyền nuôi con của hung thủ. Một nha sĩ ở Florida đã bị sa thải sau khi đã được camera ghi lại cảnh quay cho thấy anh ta đã xé các tấm áp phích có hình trẻ em Israel bị bắt cóc trong cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Giám đốc điều hành Apple ông Tim Cook đã kín tiếng và giữ im lặng một cách đáng kinh ngạc sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và các nguồn tin suy đoán rằng nó có liên quan đến Trung Quốc. Một ủy viên hội đồng New Jersey và con trai ông, cả hai cha con đều là giáo viên đã bị bắt vì bị cáo buộc sở hữu hàng ngàn bức ảnh khiêu dâm của trẻ em trong nhà mà họ ở chung. Nhà trắng đã xin lỗi và đã buộc phải xóa các bức ảnh của tổng thống Joe Biden khi gặp gỡ lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Israel sau khi đã đăng các bức ảnh chụp được cho thấy khuôn mặt của họ đã không làm mờ và có thể tiết lộ danh tính của họ. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023. Một thẩm phán ở Maryland đã bị bắn chết vào tối thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 và cảnh sát chưa công bố có bất kỳ vụ bắt giữ nào trong vụ án gây sốc này. Thẩm phán Andrew Wilkinson, 52 tuổi, của Tòa án quận Washington, được tìm thấy trên đường lái xe vào nhà của ông ở Hagerstown vào khoảng 8 giờ tối, theo báo cáo địa phương và văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington cho biết. Nhà chức trách cho biết ông Wilkinson, người đã bị vết thương do đạn bắn, đã được đưa đến trung tâm y tế Meritus và được xác nhận là đã chết. Ông Neil Perez, cựu đại diện tiểu bang, đã viết trên X trước đây là Twitter đã viết rằng thật là tin khủng khiếp cho quận Washington tối nay. Có vẻ như thẩm phán Andrew Wilkinson đã bị bắn nhiều phát và đã qua đời. Cảnh sát đang tích cực truy tìm kẻ sát nhân này và xin hãy cầu nguyện cho gia đình thẩm phán Wilkinson vào lúc này. Cảnh sát Maryland đã phát động một cuộc truy lùng khẩn cấp đối với nghi can liên quan đến vụ bắn chết thẩm phán Andrew Wilkinson của Maryland. Nghi can là Pedro Argote, 49 tuổi, được cho là đã bắn hạ thẩm phán tòa án liên bang 52 tuổi trên đường lái xe về nhà của ông ở phía Tây Maryland vào khoảng 8 giờ tối thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Nghi can hiện vẫn chưa bị bắt và văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington cảnh báo công chúng không nên tiếp cận nghi can và hãy liên lạc với cảnh sát nếu họ có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của nghi can. Nghi can được mô tả là cao 5 feet 7, nặng 130 pound, tóc đen và mắt nâu và có thể đang lái chiếc Mercedes GL 450 màu bạc đời 2009 mang biển đăng ký Maryland 4EH0408. Theo các tài liệu tòa án mà Daily Mail có được tiết lộ rằng, nghi can đã không tham dự phiên điều trần ly hôn do thẩm phán Wilkinson chủ trì trước đó, vào ngày mà xảy ra vụ nổ súng, đã khiến thẩm phán Wilkinson đã ra phán quyết rằng là nghi can không được phép thăm viếng hoặc liên lạc với bốn đứa con và vợ của mình. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023, cảnh sát trưởng Albert cho biết Vợ và con trai của thẩm phán Wilkinson đều đang ở trong nhà của họ ở Hagerstown vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Thẩm phán Wilkinson đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn nhưng sau đó đã qua đời vì vết thương quá nặng. Cảnh sát cho biết nghi can không có bất kỳ tiền án tiền sự nào trước đó ở quận Washington. Mặc dù vụ ly hôn được cho là nguyên nhân dẫn đến điều mà cảnh sát mô tả là cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thẩm phán Wilkinson nghi can đã không tham dự phiên điều trần nơi ông ta bị cấm gặp gia đình của mình với việc nghi can vẫn đang bỏ trốn cảnh sát cảnh báo rằng nghi can được coi là nguy hiểm và có súng thuộc sở hữu hợp pháp cảnh sát trưởng albert từ chối cung cấp thông tin chi tiết về khẩu súng trong phiên tòa phán quyết vào hôm thứ năm thẩm phán wilkinson đã ra phán quyết rằng vợ của nghi can sẽ có quyền sở hữu và sử dụng duy nhất ngôi nhà của gia đình và nghi can không được vào tài sản này Nghi can cũng được lệnh phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con là 1.120 đô la mỗi tháng cho bốn đứa con của mình. Sinh ra ở Guam vào năm 1971, thẩm phán Wilkinson trước đây từng là trợ lý luật sư quận ở quận Washington từ năm 2006 đến năm 2012 và từng là phó thẩm phán tòa án lưu động ở quận Washington kể từ năm 2020. Hồ sơ của ông trên trang web của tòa án đã nêu bật công việc của ông với tư cách là huấn luyện viên đội bóng chày và bóng đá trẻ của Lido League, đồng thời hoạt động tích cực tại nhà thờ địa phương của ông. Chúng tôi là một tòa án gồm 6 thẩm phán. Thẩm phán hành chính Brett O. Wilson, một đồng nghiệp đã nói với tờ The New York Times, cho biết tất cả chúng tôi đều biết nhau rất rõ. Cảnh sát tiểu bang Maryland đã được điều động đến nhà của các thẩm phán khác trong khu vực và ở lại cho đến sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 10. Cảnh sát trưởng Albert đã nói rằng điều này được thực hiện nhằm đề phòng và không có mối đe dọa nào đối với các quan chức tư pháp Maryland. Trong một tuyên bố sau vụ nổ súng, cơ quan tư pháp Maryland cho biết cái chết của thẩm phán Wilkinson là một mất mát bi thảm. Trong tuyên bố viết rằng, khi chúng tôi đau buồn trước sự mất mát của ông ấy, chúng tôi yêu cầu bạn hãy cầu nguyện cho gia đình thẩm phán Wilkinson và vui lòng tôn trọng quyền riêng tư của họ. Cơ quan tư pháp Maryland đang tích cực tham gia với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ giải quyết vấn đề này và bảo đảm sự an toàn của các thẩm phán, nhân viên và cư dân. Đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Những lời tưởng nhớ đã đổ dồn cho thẩm phán Wilkinson sau khi ông qua đời. Trong đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ben Cordin đã gửi lời chia buồn tới gia đình thẩm phán Wilkinson, bạn bè của thẩm phán Wilkinson và tất cả những người cảm động vì sự phục vụ công chúng của nạn nhân ông khardin tiếp tục nói trong một tuyên bố rằng không ai phải chịu đựng nỗi đau khổ khi người thân đã bị chia cắt theo cách như vậy không có lý do gì cho loại bạo lực này xảy ra đặc biệt là đối với một quan chức của tòa án pháp quyền là điều làm cho xã hội của chúng ta hoạt động nó có thể không hoàn hảo nhưng những cá nhân như thẩm phán wilkinson đã làm việc để làm cho nó tốt hơn và công bằng hơn mỗi ngày Nghị sĩ Maryland David Ron cho biết ông rất sốc và đau lòng trước vụ giết người này. Đồng thời ông nói thêm rằng, bạo lực này thật là kinh hoàng khi chứng kiến trong cộng đồng của chúng tôi. Tâm trí của chúng tôi đang hướng về gia đình của thẩm phán Wilkinson trong thảm kịch không thể tưởng tượng được này và với cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra tội ác này. Thông tin tiếp theo một nha sĩ ở Florida có tên là Ahmed El đã bị mất việc bị sa thải sau khi đã được camera ghi lại cảnh quay cho thấy. Anh ta đã xé các tấm áp phích có hình trẻ em Israel đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Ông Black Woman đã bắt gặp hai người đàn ông đang xé và vò nát những bức ảnh của con tin ở khu Brickell ở Miami vào hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023. Ông Woman đã nói với đài WTVJ rằng, tôi nhìn họ hạ nó xuống và tôi nhận ra một trong những người đàn ông. Đó là lúc tôi hoảng sợ và nhận ra mình còn phải làm gì đó. Sau khi video đã được đăng lại trên nền tảng mạng xã hội Stop Antisemitism và hai người đàn ông được xác định là Ahmed El -Kusa, 31 tuổi, và Jay Remo, nhà sĩ El -Kusa đã nhanh chóng bị sa thải bởi người chủ cũ của mình. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Sichi Smile đã lên án hành động của nhà sĩ El Kusa và cho biết anh ta đã bị sa thải ngay lập tức sau khi người chủ cũ của anh ta đã xem được đoạn video này. Sichi Smile viết rằng chúng tôi rất buồn khi thấy tình trạng này khi thức dậy. Sichi Smile văn phòng của chúng tôi không ủng hộ bất kỳ hành động nào của nhà sĩ El Kusa. Chúng tôi không hỗ trợ các nhóm khủng bố, hành động hoặc những người ủng hộ. Anh ta đã bị loại khỏi đội ngũ nhân viên của chúng tôi tất cả các trang và nhóm truyền thông xã hội của chúng tôi. Văn phòng nhà sĩ cho biết thêm. Ông Juan Carlos Izquierdo, chủ phòng khám nhà khoa cho biết, phòng khám của ông đã nhận được phản ứng dữ dội sau khi video này được phát hành. Ông Izquierdo đã nói với đài WTVJ rằng, nhà sĩ El Cusa đã gọi cho ông và muốn giải thích về đoạn video đó. Ông Izquierdo đã nói thêm cho biết, Tôi đã nhận được một cuộc gọi nói rằng là anh ta muốn giải thích với tôi về mọi chuyện, nhưng tôi nói với anh ta rằng là tôi không muốn nghe điều đó và anh ta đã bị sa thải ngay lập tức. Thông tin tiếp theo, giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook đã giữ im lặng một cách đáng kinh ngạc khi đề cập đến các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và các nguồn tin suy đoán rằng đó có liên quan đến Trung Quốc. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã lên án vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 là tội ác thuần túy, giám đốc điều hành Microsoft Sadia Nadella đã đăng tải rằng ông đau lòng trước các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng này. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai tuyên bố lập trường chống lại chủ nghĩa bài do thái. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy trên X gọi các cuộc tấn công vào Israel là gây sốc và đau đớn. Trong khi đó, ông Tim Cook thì đã không đăng gì trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về Israel và Hamas kể từ sau các cuộc tấn công này. Tuyên bố công khai duy nhất của ông Tim Cook có thể được truy cập trực tuyến dễ dàng là tuyên bố mà ông đưa ra cho Jerusalem Post vào đầu tuần này. Và một số người trong ngành công nghệ coi tuyên bố này là tương đối mơ hồ. Ông tuyên bố rằng tôi vô cùng đau buồn trước các cuộc tấn công tàn khốc ở Israel và những báo cáo bi thảm xuất hiện từ khu vực. Ông đã nói với tờ báo trong một tuyên bố đã đăng vào hôm thứ hai ngày 16 tháng 10 rằng Trái tim tôi hướng về các nạn nhân, những gia đình đã mất người thân và tất cả những người đau khổ vì bạo lực này. Tuyên bố dường như không được công bố ở bất cứ nơi nào khác. Một số người trong ngành công nghệ suy đoán nguyên nhân là do mối quan hệ mong manh của Apple với Trung Quốc, vì quốc gia này chiếm hơn 20% doanh thu của công ty và ước tính khoảng 95% hoạt động sản xuất của công ty. Hiện Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận này. Ngoại trưởng Trung Quốc tuần này đã tái khẳng định chính nghĩa của chủ nghĩa dân tộc Palestine, quốc gia đang tìm cách mở rộng vai trò là nhà môi giới quyền lực ở Trung Đông, thậm chí cam kết đầu tư 400 tỷ đô la vào Iran, đã không ngừng lên án rõ ràng Hamas khi tổ chức này kêu gọi hòa bình và tổ chức các cuộc không kích trả đũa của Israel. Một quan chức Israel ở Bắc Kinh Yuvowax cho biết, ông hy vọng sẽ có sự lên án mạnh mẽ hơn đối với các vụ tấn công. Trong khi đó, ông Tim Cook đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm bất ngờ vào tuần này để cổ vũ cho các game thủ tại một sự kiện ở Tây Nam Trung Quốc. Trò PR dường như đã phát huy tác dụng. Vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố nói rằng nước này ủng hộ và rất coi trọng Apple. Các cuộc tấn công khủng bố xảy ra sau khi Trung Quốc cấm sử dụng iPhone đối với các quan chức chính phủ tại nơi làm việc, một động thái khiến vốn hóa thị trường của Apple sụt giảm 200 tỷ đô la. Đồng thời, Huawei đã thay thế Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Jeffrey cho biết, một ủy viên hội đồng New Jersey và con trai ông, cả hai cha con đều là giáo viên đã bị bắt vì bị cáo buộc sở hữu hàng ngàn bức ảnh khiêu dâm của trẻ em trong nhà mà họ ở chung. Mặc dù sống cách trường tiểu học chỉ 530 feet, ông Jeffrey 65 tuổi và con trai ông Steven Grossman 24 tuổi đã bị quản thúc tại gia vào hôm thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023. Khi họ đang chờ xét xử riêng biệt về tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em cấp độ 2. Theo văn phòng công tố quận Mercer cáo buộc rằng hai cha con này đã bị bắt và bị buộc tội vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 về tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em cấp độ 2, sau khi các nhà điều tra đã tìm thấy hàng ngàn hình ảnh khỏa thân và khiêu dâm của trẻ em trong ngôi nhà ở Tenafly của họ. Trợ lý công tố viên Gary Donatello cho biết trong phiên điều trần tạm giam, có hơn 1.000 mô tả về lạm dụng tình dục trẻ em đối với các bé trai thường từ 10 đến 13 tuổi đã được tìm thấy trong Dropbox do Steven sử dụng, trong khi hơn 17.500 mô tả về các bé gái chưa đến tuổi dậy thì được tìm thấy trên thiết bị của ông Jeffrey. Ông Jeffrey là giáo viên nghiên cứu xã hội ở trường trung học cơ sở và đang giữ chức chủ tịch hội đồng Tenafly Borough cũng có kinh nghiệm làm luật sư bào chữa cho thành phố New York. Con trai ông làm nhân viên xã hội bằng nghề buôn bán và thường xuyên làm giáo viên dạy thay cho cùng khu K-8 với cha mình. Cả hai cha con ông đều bị đuổi khỏi chức vụ vào cùng ngày họ bị bắt. Hội đồng đã ngay lập tức đình chỉ cả hai cha con ông này và chỉ thị cho họ rằng họ bị cấm đến trường vì bất kỳ lý do gì và bị cấm liên lạc với bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào. Giám đốc học khu Sudanobio đã nói với phụ huynh trong một lá thư cho biết, Người cha hiện đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức khỏi vị trí hội đồng quận và từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào tháng tới. Thẩm phán David Labib đã ra phán quyết rằng gia đình ông Jeffrey Grossman có thể bị quản thúc tại gia, nhưng hạn chế họ ra sân trước và sân sau từ 8 đến 9 giờ 30 phút sáng và từ 2 đến 3 giờ 30 phút chiều, thời gian mà học sinh tại trường tiểu học Smith gần đó đã nghỉ học và rời khỏi trường. Hai cha con ông này phải tuân theo những hướng dẫn nghiêm ngặt và không được phép rời khỏi nhà ngoại trừ việc tham gia giám sát trước khi xét xử hàng tuần. Đồng thời họ cũng được lệnh giao nộp hộ chiếu và bị cấm truy cập Internet trên bất kỳ thiết bị nào. Thông tin tiếp theo, Nhà Trắng đã xin lỗi và buộc phải xóa những bức ảnh của Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Israel sau khi đã đăng những bức ảnh chụp được cho thấy khuôn mặt của họ và có thể tiết lộ danh tính của họ. Người ta biết rằng một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang ở Israel để tư vấn về cách giải cứu hàng chục con tin bao gồm cả người Mỹ đã bị nhóm khủng bố Hamas bắt giữ ở Gaza. Hình ảnh Tổng thống Biden bắt tay họ trong chuyến thăm Israel vào hôm thứ tư ngày 18 tháng 10 đã được đăng trên Instagram chính thức của Nhà Trắng trong nhiều giờ và thu hút hàng ngàn lượt thích cũng như bình luận và nó dường như đã vi phạm các quy định của bộ quốc phòng khi để lộ khuôn mặt của những lực lượng đặc nhiệm mỹ thường bị làm mờ trong bất kỳ bức ảnh nào được công bố chính thức nhưng ở đây đã không làm mờ khuôn mặt của họ thông lệ hàng ngày của ngũ giác đài là che giấu danh tính của các đơn vị tinh nhuệ dù đang huấn luyện hay triển khai những người đàn ông không cạo râu mặc đồ răng ri và đeo cờ mỹ trên tay khi bắt tay với tổng thống biden nó xảy ra trong một sự kiện mà Tổng thống gặp các bác sĩ Israel, những người đã ứng phó với cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, cướp đi sinh mạng của hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em do Thái. Bài đăng trên Instagram của Nhà Trắng hiện đã bị xóa có nội dung. Tại Israel, Tổng thống Biden đã gặp những người phản ứng đầu tiên đã cảm ơn họ vì sự dũng cảm của họ và công việc họ đang làm để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Nhà Trắng cuối cùng đã xin lỗi và sai sót này khi cho thấy khuôn mặt của những người điều hành lực lượng đặc biệt và đã gỡ bức ảnh đó xuống. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã nói với tờ Daily Mail rằng, ngay sau khi chúng tôi chú ý đến vấn đề này, chúng tôi đã ngay lập tức xóa bức ảnh đó đi. Chúng tôi rất tiếc và sai sót này và bất kỳ vấn đề nào mà điều này có thể đã gây ra. Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích sai lầm với dân biểu GOP Diana Hashburger và gọi đó là sự kém cỏi hoàn toàn. Về sự hiện diện của những người điều hành lực lượng đặc biệt ở Israel, một phát ngôn viên của ngũ giác đài cho biết, chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ và kế hoạch và thông tin tình báo cho người Israel liên quan đến việc giải cứu con tin. Đó là mức độ những gì tôi có thể cung cấp lúc này. Nhà Trắng cho biết có một số ít con tin người Mỹ trong số hơn 150 người đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Theo Nhà Trắng cho biết, mỹ đang tích cực cố gắng xác định vị trí của họ nhưng không có kế hoạch hay ý định đưa quân đội mỹ tới hiện trường để chiến đấu trong cuộc chiến giữa israel và hamas